Kisato ơi, xa như Điện Biên có lên khảo sát thiết kế không? Và nhân tiện cho hỏi có cái mẫu nhà ống nào chiều ngang 5,5m mà giá chỉ có hơn 1 tỷ một xíu không? Vâng, xin chào bác Trung nhé. Thì hôm nay kiến trúc Kisato bên em chia sẻ các bác một mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum giá chỉ có hơn 1 tỷ một xíu thôi. Được công ty bên em thiết kế cho gia đình nhà anh Quảng Văn Minh ở khu vực xã Lả Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Lên xa như xã Lả Tấu, tỉnh Điện Biên bên em vẫn còn về phục vụ được. Nên các bác hoàn toàn yên tâm, các bác ở bất kỳ đâu trên 6A tỉnh thành này, bên em đều có thể về tận nơi khảo sát thiết kế nhé. Vâng, thì bây giờ em xin phép là giới thiệu sâu chi tiết về cái công trình này. Ở chiều ngang của công trình thì chỉ có 5,5m thôi, nên rất là thích hợp với các bác nào mà đang có cái nhà ống khoảng tầm 5-5,5m thì có thể tham khảo công trình này. Và giá thì rất hợp lý, 2,5 tầng mà chúng ta chỉ bỏ ra khoảng hơn 1 tỷ thôi. Thì em xin phép là giới thiệu qua với hiện trạng của đất một chút. Thì đây là cái hình ảnh mà đội khảo sát thiết kế bên em về bay flycam và khảo sát thiết kế cho gia đình nhà anh Minh. Đó, mọi người có thể thấy là anh có một cái khổ đất đã được định hình kích thước sẵn ở đây rồi. Và rất là mong muốn Kisato làm sao mà thiết kế cho anh một công trình đẹp, bắt mắt và khác biệt hoàn toàn. Và anh Quảng Văn Minh cũng chia sẻ là gì ạ? Anh cũng là tiên phong ở đây thuê dịch vụ thiết kế, nên mong làm sao Kisato thay đổi tư duy của mọi người khi công trình của anh xong. Và rất là cảm ơn anh Minh thông qua video này cũng như gia đình nhà anh đã tin tưởng để bên em có thể kiến tạo cho anh một công trình đẹp. Thì sau khi công trình hoàn thiện thực tế thì chúng tôi sẽ review lại cho mọi người thấy nó còn đẹp hơn rất là nhiều so với thiết kế như nào nhé. Trước khi đi vào công năng chi tiết thì tôi sẽ giới thiệu mọi người phần phối cảnh của công trình. Thì mọi người có thể thấy là tuy công trình nhà ống thôi, nhưng mà khi mà chúng ta biết phối cái hình khối cũng như các cái màu sắc vật liệu thì sẽ tạo ra một công trình rất là bắt mắt. Không chỉ đáp ứng về mặt công năng mà còn là một công trình nổi bật về mặt hình khối cũng như phối cảnh ở bên ngoài. Đây các bạn có thể xem là cái view tổng thể nhá. Đây tôi sẽ cho mọi người xem cái view tổng thể này. Tôi bỏ toàn bộ cái phần hệ mái, hệ cổng đi cho mọi người xem. Đó. Thì chúng tôi đưa những cái không gian xanh vào công trình nhà phố ở tầng 1, tầng 2 và khu vực tầng tum. Cũng như sẽ có không gian xanh ở phía bên trong nữa, thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ mọi người. Đấy, vì về mặt hình khối thì mọi người thấy là gì ạ? Chúng tôi cách điệu đi kết hợp với cái phần công năng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đấy, khi mà chúng ta cách điệu ở cái phần hình khối của công trình kết hợp thêm những cái vật liệu như mọi người có thể xem đây là tông màu trắng, cái tông màu chủ đạo, và kết hợp với các cái vật liệu đá tự nhiên là tông màu ghi, giúp cho công trình rất nổi bật. Kết hợp với cái hệ gì ạ? Mái bằng sắt nghệ thuật rất là kiểu đơn giản như thế này thôi, và nhôm Sinpha thì sẽ tạo ra một công trình rất là bắt mắt. Đấy, thì rất nhiều người quan điểm rằng nhà phố thì có cái gì đâu mà cần phải thuê thiết kế, đúng không ạ? Chúng ta cứ xây chồng tầng lên và cứ theo cái công năng chúng ta mong muốn. Nhưng mà bên em mong muốn là mọi người thay đổi quan điểm. Tại vì nhà phố tuy nó kích thước thì nó bị cố định như vậy rồi, nhưng mà cái cách mà sáng tạo để làm sao đi vào trong công trình nhà phố vẫn cảm thấy rộng rãi, vẫn cảm thấy có không gian xanh, vẫn có gì ạ, không khí nó không bị bí bách, đúng không ạ? Và nhìn mặt tiền nó vẫn khác biệt so với những công trình nhà khác. Thì đấy mới là cái điều mà các bác cần phải thuê thiết kế nhá. Và chắc chắn thuê thiết kế thì các bác sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền. Giống như anh Minh có chia sẻ với chúng tôi thì anh cũng rất là mong muốn để có một cái sản phẩm đẹp ở đây và nhờ các kiến trúc sư. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ sâu để các bác có thể tham khảo chi tiết hơn, kể cả cái phần hệ mái đấy các bác có thể nhìn thấy đi. Đó, khi mà có thiết kế vào rồi thì bên em sẽ cách điệu đi, ví dụ cái phần này bên em sẽ ốp hệ lam nhựa giả gỗ đấy ở phía bên ngoài trời, và chúng ta chỉ làm một cái hệ mái thép hộp rất là nhẹ nhàng như này thôi. Đó, không cần phải quá cầu kỳ đã rất là đẹp rồi, kể cả khu vực sắt cổng sắt nghệ thuật cũng thế. Nếu các bác có thể thấy bên em thiết kế bằng gì ạ? Bằng sắt nghệ thuật đó, làm những cái hệ lam cách điệu đi rất là đơn giản như thế này thôi. Đấy, nhưng mà tổng thể phối cảnh nó sẽ rất là bắt mắt. Vì vậy các bác cứ để những cái chuyên ngành như thế này cho những cái đơn vị kiến trúc chuyên sâu như bên em, để bên em đưa ra cái phương án để giúp cho các bác đẹp nhất. Còn nhiều khi các bác có thể không trong nghề ấy, đưa ra một cái thẩm mỹ có thể được cái điểm ở đây nhưng mà lại mất đi cái tổng thể. Đấy, hoặc là được cái tổng thể thì lại mất đi cái chi tiết. Đấy, vì vậy bên em đã có ăn học bằng cấp ra, và thứ hai nữa là làm rất là nhiều các công trình rồi thì sẽ có kinh nghiệm tư vấn cho các bác làm sao mà sử dụng những cái vật liệu giống như công trình của anh Quảng Văn Minh ở đây yêu cầu là gì ạ? Giá nó phải hợp lý, đừng có phát sinh chi phí. Cái thứ hai nữa là vẫn phải tạo ra sự khác biệt. Đấy, thì về mặt hình khối cách điệu kết hợp thêm các cái vật liệu chúng ta cách điệu đi nữa thì sẽ được một công trình rất là ok. Và như thế này thì công trình sẽ bền mãi theo thời gian mà nó không bị vỡ mốt các bác nhé. Đây các bác có thể thấy là ở phần tầng 1 thì bên em cũng ốp đá toàn bộ phần mặt tiền rồi, cho công trình được cảm giác nó sang trọng hơn. Cái thứ hai nữa là
chúng ta đỡ phải vệ sinh lau chùi. Còn bên trong thì bên em vẫn để một cái khu vực sân để có thể để được xe máy, xe ô tô, cũng như hai bên là sử dụng không gian xanh cho gia đình, kể cả những khu vực ban công đều kết hợp trồng những cái không gian xanh hết. Đó, đây là cái có hệ mái sắc nghệ thuật và cổng sắc nghệ thuật vào. Thì thêm cái phần này thì giúp cho che nắng che mưa, cũng rất là tiện trong quá trình mà chúng ta bảo vệ các cái tài sản của chúng ta. Rồi, thì em xin phép là chia sẻ vào phần công năng chi tiết của công trình nhé. Về phần công năng chi tiết trình thì các bác có thể xem cái mô hình 3D của bên em. Thì khi các bác sử dụng dịch vụ thiết kế của bên kiến trúc Kisato thì bên em sẽ cấp cho các bác một cái bản vẽ cứ 2D 3D từ kiến trúc kết cấu điện nước, và hiện nay bên em khẳng định đang là đơn vị tiên phong và duy nhất khi có bộ hồ sơ thiết kế cứ 2D có 3D. Và không chỉ là bộ hồ sơ giấy đâu ạ, mà bên em cũng có thể cấp cho các bác một cái đường link ở trên điện thoại, các bác có thể vào xem được cái mô hình 3D trực quan như thế này. Đây em lấy ví dụ nhá, bây giờ em có thể cắt được cho các bác xem cái 3D của tầng 1 để các bác nhìn. Đó, ví dụ đây, cắt xuống tầng 1 đây. Đó, rất là ok đúng không ạ? Thì các bác có thể nhìn thấy toàn bộ tầng 1 như nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem trước kích thước nhá. Đấy, thì chiều ngang của công trình phủ bì là 5,5m và chiều sâu phủ bì là 15m. Dưới tầng 1 này thì bên em bố trí một khu vực khách kết hợp với thang và một khu vực phòng ngủ khép kín, cũng như một khu vực bếp cộng ăn và một khu vực vệ sinh chung. Các bác có thể thấy là từ khu vực cửa chính 4 cánh đi vào để chúng ta vào khoảng một khu vực phòng khách. Khách và thang là 37m2, rất là rộng nhá. Bên em có mở cửa sổ phía bên hông, tại vì cái công trình của hàng xóm bên cạnh ấy thì họ chưa xây nên bên em vẫn tư vấn là mở cửa sổ. Đó. Và sau này họ xây thì chúng ta có thể bịt lại. Nhưng mà bên em vẫn có cái khu vực cửa sổ phụ phía trước này nên cũng vẫn rất là thoáng. Còn ấy, mãi sau này người ta mới xây nên chúng ta vẫn tận dụng để làm cái cửa sổ ở phía bên hông này thì em nghĩ vẫn là hợp lý. Và sau chúng ta bịt lại thì cũng không có vấn đề là gì cả. Rồi ạ, đi thẳng vào bên trong thì là bên em bố trí được khu phòng ngủ 11m2. Và cái phòng ngủ này không hề bí một chút nào các bác nhé, tại vì bên em làm một cái khu vực thông tầng. Cái khu vực thông tầng này thông từ tầng 1 lên trên hẳn, trên tum nhá. Đấy, thì cái chỗ này thì chúng ta có thể là làm một cái tủ âm tường đây, thì cái phòng nó sẽ rất là vuông vắn. Đấy, 11m2 đấy là gì ạ? Chưa kể cái phần tủ âm tường này mà vẫn có thể mở cửa sổ để lấy gió, lấy sáng từ cái khu vực thông tầng này. Và khu vực thông tầng này thì cũng cung cấp gió và sáng cho khu vực bếp cộng ăn luôn. Đấy, rất là tiện. Và phòng này thì bác mong muốn là để gì ạ? Cho ông bà ngủ dưới cho nó tiện. Thứ hai nữa, đi thẳng bên trong thì là khu vực bếp cộng ăn với diện tích là 15m2 như thế này. Đấy, hoàn toàn là có thể làm một cái cửa ở đây để chúng ta có thể làm điều hòa đúng không ạ? Thì cửa hiện nay thì nó rất nhiều loại, có thể là có một cái loại cửa các bác để ý đó là gì ạ? Chúng ta gọi là cửa xếp nhưng mà nó bằng gì ạ? Bằng vải ấy ạ. Đó, thì chúng ta không cần phải làm cửa nhôm kính, nó sẽ rất là vướng và chặt ở đây. Đấy, xếp gọn vào và rất là tiện, nó là dùng thì chúng ta kéo ra thôi. Đấy, khu vực bếp cộng ăn này là 15m2 chữ N và kê được 6 người và có cửa đi ra khu vực đằng sau. Đằng sau này thì bên em thì để dành lại 1m1 để làm khu vực sân ướt nữa. Và khu vực vệ sinh chung là 3m2 và bên em tách lavabo và khu vực tắm cũng như khu vực bệ xí riêng ra để nếu mà nhà có đông người thì chúng ta có thể dùng chung hai cái không gian công năng này cùng lúc, rất là tiện. Rồi các bác để xem mô hình 3D ở đây nhá. Đấy, các bác nhìn này, rất là trực quan đúng không ạ? Tại sao bên em lại có cái hồ sơ thiết kế này và tại sao các bên khác thì họ chưa làm được cái điều này? Thì chia sẻ các bác là bên em ngoài cái việc là thiết kế làm sao hợp lý về mặt công năng, về giá cả, về cái cảnh ra thì bên em muốn có một cái hồ sơ nó trực quan để các bác không làm trong ngành xây dựng cũng có thể đọc hiểu, từ đó giúp cho các bác có thể tự giám sát cũng như các bác thợ thi công chuẩn được. Và câu hỏi thứ hai là tại sao các đơn vị khác họ chưa làm được? Tại vì cái phần này mất rất là nhiều thời gian công sức nên để cập nhật được tất cả các bộ môn từ kiến trúc, kết cấu, điện, nước, dự toán đúng không ạ? Để ra được một hồ sơ thì cần phải đồng bộ rất nhiều thời gian. Bên em tiên phong đầu tư về đội ngũ nhân sự cũng như phần công nghệ để giúp cho các bác có thể có một cái hồ sơ trực quan như thế này. Đấy, và ngoài hồ sơ trực quan này thì các bác sẽ được truy cập vào đây nhé. Đó, đây các bác đợi em một chút để em sẽ cho sáng cái sàn tầng 1 lên để các bác xem mà nhìn dễ hơn. Đấy, ví dụ như đây chẳng hạn là các bác có thể thấy này. Đấy, các bác có thể xoay tất cả các không gian, phòng khách này, khu vực cầu thang bộ này, khu phòng ngủ này. Đấy, đây là cái khu vực dạng thông tầng đấy, để có thể mở cửa sổ. Khu vực dạng hành lang và khu vực bếp cộng ăn cũng như khu vực tắm đúng không ạ, và lavabo phía bên ngoài có cửa để ra đằng sau, và ở khu vực bếp này có gì ạ, có cái cửa sổ nữa nhá. Đấy, thì nhìn này thì chúng ta rất là trực quan. Và thứ hai nữa là gì ạ, khi mà có cái này thì các bác có thể trực tiếp đo được luôn cái phần tường. Đấy, ví dụ em kích vào một cái tường thì có thể nó ra luôn được cái khối xây đúng không ạ, để các bác có thể tính được tường gạch này và cát xi. Đấy, ví dụ phần nền chẳng hạn, bên em kích vào phần nền thôi thì nó cũng sẽ ra được cái phần gì ạ, thể tích
đúng không ạ, để cho bác có thể đi tính xem là khoảng bao nhiêu mét khối để đổ bê tông đó, rất là tiện. Và trực tiếp là các bác có thể đo được luôn đấy, đo được luôn. Ví dụ như các bác có thể là kích vào đây, các bác có thể đo luôn được cái vị trí thông thủy của hành lang này chẳng hạn này đó. Thông thường thì bên em sẽ có đầy đủ hết các thông số rồi, thì hành lang này 1m22 nên thoải mái rộng luôn các bác nhá. Rồi lên trên tầng 2 thì bên em sẽ bố trí hai phòng ngủ cho các cháu. Phòng ngủ số 2 là 11m2 và phòng ngủ số 3 là 18m2 đó. Thì trên này thì tạm thời các cháu còn đang bé nên sẽ sử dụng một phòng ngủ cho hai cháu thôi, còn đâu phòng ngủ số 3 thì vợ chồng anh chị sẽ sử dụng đó. Thì bên em có bố trí thêm một khu phòng sinh hoạt chung nữa ở phía đằng trước là 28m2 để gia đình có thể sinh hoạt ở đây, nhưng mà kết hợp luôn không gian thờ để tránh trường hợp chúng ta phải lên trên tum và bôi thêm cái diện tích ra thì nó sẽ tốn kém, tại vì làm thêm một phòng thờ bên trên thì chúng ta lại phải đổ mái bê tông, đúng không ạ? Thì đây là cái phương án là bên em tối ưu làm sao nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ một chút thôi đó. Thì bác có thể thấy là phòng thờ và sinh hoạt chung kết hợp với nhau rất là tiện như này, có cái khu vực cửa sổ rộng ở đằng trước và một khu vực ban công nữa đấy, nên rất là thoáng nhá. Và kể cả cái khu vực hành lang bên em cũng đều mở cửa sổ để lấy thoáng hết đấy. Và cái khu phòng ngủ số 2 này thì 11m2 cũng được hưởng cái gì ạ, sáng và lấy gió từ khu vực thông tầng ở đây, cũng được cái khu vực tủ âm tường. Và khu vực chung thì tương tự như bên dưới thôi, nhưng bên em không tách ra lavabo nữa. Và cái khu phòng ngủ số 3 này thì ngoài cái việc có cửa sổ đằng sau thì có thêm một khu ban công đằng sau nữa, nên tất cả các công năng đều rất là thoáng. Để các bác thể xem cái mô hình 3D này đó, có thang bộ đi lên, phòng thờ kết hợp với phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, khu vực vệ sinh, và còn phòng ngủ số 3 này thì được cái ban công ở đằng sau. Rồi trên tầng tum thì bên em chỉ là một cái mái tum thôi để dự phòng sau này có xây thêm các cái phòng ngủ ở phía bên trên đó, hoặc là các cái công năng khác thì có thể làm được, nên cái phần móng bên em cũng tính toán để làm sao chịu được 3 tầng hẳn hoi. Còn tum này thì bên em trước mắt là chỉ đổ bê tông của cái phần cầu thang thôi đấy, còn đâu sân đằng trước và sân đằng sau thì có thể là sân sau lợp tôn, còn sân đằng trước thì lợp mái kính đấy, thì chúng ta đỡ cái diện tích đổ bê tông sân trước sân sau đi thì nó sẽ rất tốn kém. Nhưng mà bên em cũng để sẵn chờ cái cột để làm sao nó được chịu lực và sau này chúng ta có thể là đổ bù thêm để nâng thêm tầng. Còn đây là khu vực thông tầng các bác này đấy, để lấy sáng lấy gió cho cái khu vực tầng 2 và tầng 3 đấy ạ, à, tầng 2 và tầng 1 đó. Để các bác thể xem 3D cho trực quan. Thì cầu thang bộ lên thì chỉ có mỗi cái cửa ra đằng trước và ra đằng sau thôi, trên này thì để khu vực máy giặt ở đây đó, và mái đằng sau thì nó lập tôn cho nó tiết kiệm chi phí đó. Ok, đây bên em sẽ cắt lên cho các bác xem cái không gian ở trên nhá. Quá để mình trực quan cầu thang bộ lên thì phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, đây là cái khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3 và khu vực vệ sinh chung, một cái ban công phía bên ngoài đây. Đấy, rất là tiện và trực quan như này đúng không ạ? Rồi sẽ kéo tiếp cho các bác xem về không gian của tầng tum nhá. Đấy, tầng tum này đơn giản như này đó. Rồi. Và các bác thích xem cái mặt cắt của nó chẳng hạn thì em chỉ cần kéo vào đây thôi đấy, các bác có thể xem được cái mặt cắt của các cái tầng luôn, các bác có thể xem được trực tiếp luôn đấy. Cầu thang này thì bọn em làm cầu thang lượn như thế này thì nó sẽ tiết kiệm diện tích cho công trình, và cái khu vực mà gắn liền với cầu thang nó sẽ được rộng rãi hơn rất là nhiều. Ok, thì đấy là cái lợi ích của bên em. Đây các bác có thể xem cái bản vẽ trực tiếp nhá, để các bác có thể thấy là bộ hồ sơ khi các bác nhận được thì gồm những cái gì. Đây là bộ hồ sơ bên em in ra này, đây các bác có thể thấy này. Đấy, phối cảnh đầy đủ tất cả các view nhìn này, rồi mặt bằng định vị này đúng không ạ, rồi gì ạ, mặt bằng cứ 2D 3D 2D 3D, mặt đứng cũng tương tự vậy, 2D 3D, mặt cắt tương tự như vậy nhá đó, và cả khu vực vệ sinh đúng không ạ. Đấy, thì các bác nếu mà có làm thì phải nghiên cứu thật kỹ các cái đơn vị, bởi vì gì ạ, nếu các bác chỉ xem cái mẫu thôi, ví dụ các bác thông thường chỉ tham khảo công ty mẫu mã thôi, cái công năng thôi chưa đủ, mà các bác phải xem là bản vẽ họ đang sử dụng công nghệ như nào và cái cách họ trình bày bản vẽ cho các bác có trực quan không. Thì hiện nay bên em khẳng định tự tin và tiên phong đang đi đầu cái phần này. Về phần kết cấu của công trình này thì cũng nói luôn, các bác tham khảo thì là sử dụng móng cọc đó, thì bên em cũng tính toán để làm sao đảm bảo an toàn chịu lực và cũng dự phòng cho cái việc là sẽ làm thêm các cái phòng ở tầng 3 đấy ạ. Rồi các bác có thể xem qua về cái phần 3D kết cấu nhá. Đây các bác có thể thấy là phần móng 3D rất là trực quan như thế này thì rất là dễ hiểu đúng không ạ. Đây là một cái ví dụ để các bác thấy. Đây, có thể là bằng nhà thép đấy, khung kết cấu thép hoặc khung bê tông cốt thép đấy,
các bác có thể thấy ở đây nó là cái phần móng rất trực quan như này. Đấy, móng là thép lớp trên lớp dưới đi như thế nào rồi phi bao nhiêu ghi chú hết ở đây. Đó. Thì đấy là cái lợi thế khi các bác sử dụng dịch vụ bên em, rất trực quan đầy đủ luôn. Điện nước đây, cấp thoát nước như thế nào, ống cấp ống thoát rồi đường kính ống như thế nào bên em cũng ghi chú hết, và nhìn 3D này thì các bác rất là dễ không bị gì ạ, vì không hiểu biết mà mình bị thợ qua mặt đúng không ạ? Và chúng ta thể giám sát trực tiếp công trình cũng như các bác thợ là đúng với bản vẽ, tránh trường hợp là chúng ta thuê bản vẽ về bị bỏ đi. Thì rất là nhiều được gia đình là thuê bản vẽ về nhưng mà dạ, không sử dụng được hoặc là vẫn bị sai sót, tại vì dạ, cái công nghệ của họ chỉ có 2D thôi. Đó, và không có 2D 3D như bên em. Rồi, tại các bác thể thấy đây kết cấu, ví dụ các bác xem nó rất là trực quan như vậy đúng không ạ? Thì hy vọng là các bác đã có một cái mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum nữa để các bác tham khảo với kích thước chiều gì ạ? Chiều ngang là 5,5m, chiều sâu là 15m. Thì em sẽ nhân ra cho các bác xem nhá. 5,5m nhân với 15m thì chỉ có 82,5m² thôi. Đấy, chúng ta sẽ nhân với 2,3 đi, tại vì chưa được 2,5 tầng mà thì sẽ rơi vào 189,75m. Đấy, giả sử em cứ nhân 5,5 triệu đi. Thì các bác sẽ thấy nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ thôi. Đó, cho một cái công trình nhà ống với gì ạ? 3 phòng ngủ, khách, bếp, thờ, sinh hoạt chung, đầy đủ tất cả các tiện nghi. Đấy, thì hy vọng là các bác đã có một cái mẫu nữa. Và nhớ lưu lại nếu các bác đang có tầm tài chính hoặc là chuẩn bị đủ tiền, dự kiến các năm tới đủ tiền phát xây dựng luôn thì lưu lại cái mẫu nhà này nhá. Hoặc cần bên em giới thiệu bất kỳ cái mẫu nhà nào nữa với tầm tài chính nào mà các bác mong muốn thì cứ comment xuống bên dưới, hoặc là alo cho bên em về khảo sát thiết kế cho các bác. Đấy, Điện Biên xa như vậy bên em vẫn đi được, thì ở đâu bên em cũng đi được. Và rất là mong muốn được phụ quý khách hàng trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ tiếp theo.